Anh em đã đến với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương và về để hai kênh phục vụ anh em đây ạ. Đây là một cái dòng đẩy mà chắc chắn rồi những anh em mà đã từng theo dõi kênh em Tùng thì biết đã, mới ngày hôm nay thì dòng này đang rất là hot các bạn ạ. Gọi điện bên em Tùng thì không có hàng, bởi vì sao? Cái dòng này thì em về được số lượng hàng rất ít phục vụ các bác, thì là hôm nay bên em về được số lượng hàng tương đối đây phục vụ các bác anh em đây. Anh em nào đang cần mua đẩy ETC hai kênh S800 đến ngay cả Tùng Audio nhá. Hôm nay thì cùng với em trải nghiệm lô hàng mới với đẩy hai kênh ETC nào. Và dòng này thì em cũng đã giới thiệu cho anh em ở những video trước đó rồi, những anh em còn đặt trước cơ. Có những bác còn bảo là khi nào có hàng thì nhớ nhé, nhớ ới đây anh. Ok, là bây giờ cùng với em đập hộp và trải nghiệm hình thức của mẫu đẩy ETC. Đấy, mẫu này thì sẽ dành cho những anh em nào chơi gia đình với những cặp loa từ bát 20 cho đến bát 40, bởi vì dòng đẩy ETC sẽ sử dụng là 700W một kênh, chơi hai kênh và sò nó sẽ là 32 sò và có 8 tụ nữa, các bạn anh em chơi thoải mái yên tâm nhá. Nguồn xuyến đồng 100% chắc chắn là phải nhắc đến rồi. Và dòng đẩy này có hình thức rất là đẹp, em thấy là đây một cái dòng đẩy bên em về có hình thức mặt rất là ưng ý cho các bạn anh em lựa chọn ngay phòng hát gia đình. Đấy. Bây giờ thì em thấy là nhiều anh em mà sử dụng từ âm ni sang sử dụng cục đẩy rồi. Đây là chẳng có lý do gì mà các anh em không sử dụng ngay em còn đẩy, và giá thành nó chỉ có hơn 3 triệu đồng mà lại là dòng đẩy hai kênh công suất lớn nữa. 700W không phải là công suất nhỏ các bạn. Đánh được với những cặp loa 340 là công suất lớn rồi. Anh em chơi thoải mái và yên tâm. Đây, hình thức bên trong các bác nhìn đấy, đây là dòng đẩy hai kênh bên em về nguyên hộp hiện trạng các bạn anh em. Bây giờ thì cùng với em bóc hộp ra và trải nghiệm về mặt hình thức này và test luôn về phần chất âm cho những anh em đang tham khảo với dòng này đó nhá. Đây là mặt hình thức của đẩy ETC 800 bên cửa hàng Tùng Audio. Các bác được nhìn thấy giao diện hết sức là đẹp mắt các bạn, với phiên bản màu đen. Em thấy màu đen anh em chọn lựa nhiều hơn. Bên em có những dòng đẩy màu trắng, màu sáng, nhưng anh em lại thích bản màu đen thì chắc chắn là không thể bỏ qua ETC 800 phải không ạ? Từ chất lượng âm thanh con này rất là tốt, tiếng ra đánh giá loa từ bát 20, bát 40 rất căng và lực khỏe, cũng như là tiếng ra sáng sạch. Lát nữa em cùng các bác và em test. Bây giờ thì xem thông tin chi tiết đã. Với ETC 800 lại có phần bảo vệ ở phía trước và nút công tắc nguồn, các bác nhìn được thiết kế thụt ở bên trong. Dường như bây giờ ấy, họ làm đẩy họ đang thiết kế cái công tắc thụt ở phía trong để làm gì các bác? Không phải là ngẫu nhiên họ làm như vậy đâu, bởi vì họ có chủ đích ấy. Ví dụ như chúng ta sử dụng gia đình thì phần lớn là chúng ta sẽ để ở trong để ở ngoài đúng không ạ? Khi chúng ta muốn sử dụng ấy, hoặc là nhà có trẻ nhỏ, chúng ta sử dụng những cái dòng đẩy mà có cái công tắc thụt phía trong này, nó rất là an toàn và đảm bảo. Đấy. Chính vì vậy thì những cái nhà sản xuất họ đã thiết kế những cái công tắc thụt vào phía bên trong để tránh trường hợp là chúng ta sử dụng nó không được an toàn. Và thiết kế của phím chữ A thì sao ạ? Đây, bằng kim loại và rất là nhạy khi bác và em sử dụng nhé. Có đèn cảnh báo khi chúng ta sử dụng với bộ đẩy hai kênh như thế này. Và dòng đẩy hai kênh thì anh em biết rồi, thì thường thường họ sẽ sử dụng là hai quạt gió ở phía sau để làm mát. Trong trường hợp chúng ta đánh lâu dài trong gia đình hoặc tầm 3 cho đến 4 tiếng thì chúng ta sẽ không lo, bởi vì đã có quạt gió làm mát rồi. Và quan trọng hơn nữa, đây là cái dòng đẩy chính hãng của nhà phân phối ETC và có tem và mã QR để các bác và em check hàng. Hôm nay thì em sẽ cùng với bác trải nghiệm khi em test trực tiếp với những cặp loa bên em. Đấy, em đánh trực tiếp qua mẫu đẩy thô thôi, không hề qua bất kỳ một thiết bị âm thanh nào cả, các bác được nhìn đấy. Em lấy tín hiệu qua điện thoại di động và test cho các bác anh em với những cặp loa bát 30 bên em, và các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh tốt nhất đến từ mẫu đẩy ETC S800 bên em nhé. Một mẫu đẩy rất to và rất chạy bên Tùng Audio đấy. Được trải nghiệm chất lượng âm thanh của dòng đẩy ETC 800 bên em, các bác thấy tiếng đánh ra loa có tốt không ạ? Tiếng lực, và không những lực mà tiếng ra còn sáng và đủ độ khỏe cho bác và em chơi phòng hát gia đình nữa cơ. Và đây là một trong những cái dòng đẩy bán chạy cũng đúng thôi, bởi vì sao? Giá thành bên em hiện tại bán đẩy ETC 800 ra ngoài thị trường giá chỉ có hơn 3 triệu đồng. Một con đẩy là hàng chính hãng, một tốt chất lượng như này, đẹp về mặt hình thức và cũng có thể gọi là mặt hầm hố với những cái dòng đẩy hai kênh rồi đúng không ạ?
anh em nào có nhu cầu với những dòng đẩy hai kênh bây giờ muốn nâng cấp từ sử dụng Omni sang sử dụng đẩy thì đừng bỏ qua ETC 800 nhé. Giá thành hiện tại đang là một mức giá tốt nhất ở trong những cái dịp tháng hè như tháng 8, tháng 9 này. Các anh em lưu ý số điện thoại bên em đã để trực tiếp trên màn hình rồi, hoặc là có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp bên em Tùng để nhận ngay mức giá tốt nhất với dòng đẩy hai kênh phục vụ các bạn anh em chơi và gia đình với những cặp loa từ bát 20 đến bát 40. Và em Tùng Audio xin dừng lại tại đây ở video này. Hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.